Hi, xin chào quý chú ba anh chị đã quay trở lại kênh Chợ Nhật Bản cho đăng ký kênh. Hôm nay em lên clip số 17 về đồ nghề. Anh chị hãy bấm nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip mới ha. Chốt hàng mình cứ điện thoại hoặc là nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề, chuyển khoản đơn trên 300 bên em sẽ bao ship, đơn dưới 300 vui lòng chuyển thêm giùm em 10.000 tiền phí ship, ship code nhận hàng thanh toán đồng giá là 30.000 một đơn. Rồi em xin đi vào trực tiếp clip số 17 luôn. Đầu tiên mã số 1 em lên một cây thước. Cây thước này là cây thước 5,5 m ha. Đây là cây thước của Nhật. Đây, đây chị thấy chữ là Romax của Nhật. Cuộc 22, dòng là 5,5 m. Thì cây này cũng có xài lướt rồi. Nên là nhưng mà anh chị thấy cũng còn bên ngoài cũng còn rất là đẹp này, màu vàng và màu đen ha. Màu vàng và màu đen. Cây này thì cũng có xài lướt rồi nha anh chị. Made in Japan của Nhật đàng hoàng, và anh chị mình có thể thấy sơ qua giùm em như thế này. Về sau thì nó có hơi chệch chày sơ cái mé bên ngoài giùm em như thế này ha. Đây, anh chị mình có thể thấy giùm em như thế này giùm em. Đó, cái này nó cũng hết rồi nè. Đây. Rồi, bên trong là như thế này nha chị em. Đây là cái khúc ngoài và mình thấy còn rất là đẹp nè. 39,40. Rồi, Made in Japan ha. Dài 15,5 m. Hàng của hãng Hara này. Ở đây thì anh chị mình thấy giùm em ha. Cũng còn liền lạc, rờ vô thì nó cũng kiểu hơn, nó có bị cấn cấn đấy anh chị. Nó hơi có kiểu móp móp á, nhưng mà còn thẳng đẹp và số nó còn rõ ràng để mình sử dụng. Chốt giùm em mã số 1 giá là 80.000 ha. Chiều dài tầm khoảng là 6,5 cm. Em lên mã số 2. Em có một mã số 2 ha. Đây, em lên một cây lấy dấu ha. Cây này là hàng của Nhật nên chị ăn. Cây này là hàng của Nhật. Ở trong giống như bằng đồng nên chị ăn. Cái phần này thì nó hút nam châm rất là nhẹ. Ở dưới phần chị mình thấy họ có sờn sờn thì anh chị mình thấy được cái phần mà màu vàng đồng nó lộ ra này. Màu vàng đồng nó lộ ra ha. Đây chị mình thấy nó hít cũng ở trong nó phải là cốt thép anh chị, và tại vì nó có lò xo bằng thép ở bên trong á. Rồi anh chị mình thấy giùm em nè. Đó, nó bằng đồng nó lộ ra màu vàng. Và đây là hàng chuẩn Nhật anh chị. Tại vì anh chị mình thấy giùm em là có đầu là có hợp kim ha, nên mình xài khi mà mình lấy dấu trên kim loại nó sẽ cứng cáp hơn, nó không có bị trẹt đầu bể đầu. Còn đối với những cây mà anh chị mình thấy màu trắng trắng như thế này này, nhưng mà đầu là thẳng không có dòng mà không có ghép, không có cấy hợp kim á, thì anh chị mình xài nó rất là dễ bị trẹt chè đầu. Rồi cái này anh chị mình chốt giùm em mã số 2, có lò xo 47 hoạt động trơn tru hoàn hảo. Lấy dấu kim loại chiều dài tầm khoảng là 12 cm. Giờ em sẽ test trên thép rèn rồi nó phơi cho anh chị mình xem. Hồi nãy là em vừa mới test 3 dấu nè. Đó, anh chị mình thấy 3 dấu ha. Em cũng test luôn cho anh chị mình xem. Đây, ok ha. Đó, ngon lành anh chị ha. Đây anh chị mình thấy hai cái vết sáng mới lấy này. Rồi cái này dài 12 cm chốt giùm em mã số 2 giá là 200. Lò xo hoạt động trơn tru hoàn hảo nha chị ha. Chốt giùm em mã số 2 giá là 200. Rồi, em lên mã số 3. Em qua các dòng à. À, số 3 em lên một cây cây lắt léo, nối lắt léo 1/3/8, hàng là thép alloy của hãng là SAK của Nhật ha. Cây này chốt giùm em mã số 3 80.000. Cây này thì da dẻ còn láng, không có bị chóc mạ gì hết chị. Rồi anh chị mình thấy cái phần những cái chốt nó còn mới nè. Cây này là size 3/8 ra 3/8 giùm em ha. Đó, những chi tiết còn rất là đẹp anh chị. SAK, đầu âm, đầu dương đây. Đầu dương chị mình thấy láng, láng không có vấn đề gì nè. Ok ha. Chiều dài của cây 3/8 ra 3/8 lắt léo nối là tầm khoảng là 4.5 cm, hàng của SAK của Nhật, thép alloy. Chốt giùm em mã số 3 giá là 80.000. Em lên mã số 4. Để em chỉnh cái góc quay lại ha. Số 4. Số 4 là 70.000 ha. Số 4 là một cây kìm con cá của hãng KTC của Nhật. Cây này thì cũng có xài lướt rồi. Đây em để em quay kỹ cái ngàm cho anh chị mình xem. Cái ngàm thì có xài lướt chút xíu thôi. Còn anh chị nào mà mình có sử dụng hoặc là mua về xài ấy, dưới này mình có thể mình cắt kẽm mà, cắt dây kẽm B40. Còn ở trên thì anh chị mình thấy giùm em răng cũng có xài lướt chút xíu. Nếu mà mua về xài thì bền, còn nếu mà sưu tầm thì mình mua những cây đẹp hơn. Made in Japan của Nhật này. Kìm của KTC ha. Chiều dài cái kìm con cá này tới 20 cm lận, size lớn. Mã số 4 giá là 70.000. Chốt giùm em mã số 4 giá là 70.000 ha. Em lên mã số 5. Số 5 nó có một cây kìm mỏ quả của hãng Super của Nhật. Cây này size 250. Dòng này thì không có bọc nhựa in trang, tại vì cái phần dưới này có một cái đầu trừ này, anh chị mình thấy nè. Đó. Cây này size 250, hàng của Super Nhật Bản. Super, dòng sản phẩm GW250. Rồi, anh chị mình nhìn thấy là cái phần ngàm của nó còn rất là đẹp ha. Ngàm thẳng tắp nha. Đó. Ngàm trên, ngàm dưới y chang nhau, rất là thẳng.
mình kẹp ngàn được tối đa tầm khoảng là hơn 4 xăng ha. Nên là anh chị nào mà mình thích nhỏ gọn mà mình xài những cái vít chờ thì mình sử dụng cây này. Chiều dài là 25 xăng và đầu vít chờ anh chị mình xài tầm khoảng là đầu vít chờ mình xài tầm khoảng là 8 ly giùm em ha. Chốt giùm em mã số 5 giá là 150. Em lên mã số 6. Số 6 em có một cây khóa, cây khóa này thì hai đầu trồng và anh chị nhìn thấy rất là chắc, dày dặn chắc chắn của hãng là Nittan của Nhật ha. Nittan thì hồi trước anh chị mình hay thấy em bán hộp đồ nghề công cụ của hãng nông ngư cơ Yanma. Thì anh chị mình thấy cây này ha, Nittan. Rồi. Rất là dày anh chị, xài không khác gì những cây khẩu anh chị mình xài chung với lại cần khẩu á, những đầu khẩu là anh chị mình xài. Rất là dày dặn luôn. Cây này thì thép brand The Forget của Nhật này. Rồi, thì cây này là anh chị mình sẽ mở ốc 14 17 giùm em xài giống như một cây khẩu rất là dày chắc chắn. Rất là dày anh chị. Chiều dài tầm khoảng là 21, mã số 6 giá 140. Em lên mã số 7. Số 7 em lên một cây tô vít ha. Giờ em qua tô vít đi. Số 7 em có một cây tô vít đóng. Cây này hàng là PH1 của PH1, dòng là dòng vít đóng ha, có xài lướt chút xíu thôi chứ còn đẹp anh chị. Phần cán còn liền lạc bóng láng này. Phần mà sơn kiểu như sơn, phần sơn bóng bên ngoài vẫn còn đẹp anh chị. PH1 ha, đầu rất là đẹp này. Đây. Hàng có xài lướt, đầu tô vít đóng thì nếu mà anh chị mình xài gặp những con vít tô PH1 mà cứng đầu thì anh chị mình sử dụng cây này để mình lấy đầu búa mình đóng lên đây ha. Chiều dài cây tô vít đóng PH1 này của Vietcell cho ban là tầm khoảng 18.5. Chốt cho em mã số 7 giá là 50.000. Em lên mã số 8. Số 8 em có một cây tô vít ha. Cây này tô vít mà mình xài được đầu trừ được nhiều số. Tại vì khi mà anh chị mình xài cái chỗ này thì nó xoay ra như thế này. Đây anh chị mình thấy dùm em nó xoay ra như thế này dùm em này. Đó. Rồi cây này thì hàng bút đẩy vô hoặc là kéo ra dùm em. Thì chỗ này là hàng của hãng là mình tắt nhanh ha, quickly nè, đó. Đây ha, của Sunlight City nha chị ha, Sunlight City rất là giống thiết kế của BB Switchback Thụy Sĩ nha chị ha. Cái này thì rất là dài và anh chị mình thấy là đầu nó sẽ trẻ ra như thế này. Nếu mà anh chị mình không thích dài đầu trẻ thì anh chị mình siết nó vô thì nó sẽ khít vô. Mình kéo cái cần này nó xuống chút xíu này, cái bọc nhựa này nó xuống chút xíu này ha, thì nó sẽ khít lại để anh chị mình vặn được cái size ốc nhỏ hơn đó. Hoặc là khi mà anh chị mình vô góc kẹp á, vô những cái góc kẹp thì anh chị mình thu cái đầu nó nhỏ này, nó nhỏ xong cái đầu anh chị mình vô góc kẹp để mình mở ốc thì anh chị mình xòe nó ra. Rồi cái này thì còn liền lạc ngon lành anh chị. Chiều dài tầm khoảng là cái này dài là khoảng 36.5 và khi anh chị mình xòe nó ra hết ha, mình xòe nó ra hết là như thế này giùm em. Đầu rất là đẹp anh chị, đầu còn thẳng không bị cấn dập gì nhiều ha. Mình xòe ra được đầu sử dụng trừ là tầm khoảng là 5.5 xăng. Rồi cái này chốt giùm em mã số 8 150. Số 9 em lên một cây vít PH1. Cây này là hàng của hãng BB Switchback Thụy Sĩ, mã số 9 giá là 130. Phần cán thì cái này là người ta chế một cái ran, cái một cái lỗ để mà treo lên cho gọn gàng. Đây thấy thật giùm em ha. Rồi đây là phần đầu 6 cạnh. Đây là anh chị mình thấy họ cũng có xài lướt chút xíu. Đầu thì còn thẳng ở chỗ này có xài chút xíu nha anh chị. Nó không biết họ xài gì mà nó giống như họ nó mòn mòn như này. Đây phần cốt ở trên này vẫn còn. Cây này đầu PH1 dùm em. Đầu rất là thẳng anh chị. Nếu mà anh chị mình xài và cây này dài này, mình có xài trong góc kẹp hoặc trong góc con ngách gì cũng được. Chiều dài là 27 cm. Chốt dùm em mã số 9 giá là 100 ha. Số 9 giá là 100. Đầu còn đẹp có xài lên anh chị mình thấy dùm em nó có hơi có cấn cái chỗ này này, còn lại đầu là không có bị cấn cạnh gì hết. Mã số 9 giá là 100. Em lên mã số 10. Số 10 em có 3 cây lục giác nha. 3 cây này là 3 cây xài BB Switchback xài lục giác và 3 cây này thì hàng xài lướt còn đẹp anh chị. Và cây này là 456 rất là thông dụng, anh chị mình hay sửa chữa máy móc hay sử dụng size 456 này. Đây anh chị mình thấy phần cán ở trên như thế này giùm em. Đây là cây số 6 ha. Đây trên này là cây số 6. Cây này là cây số 5. Rồi cây này là cây số 4 này. Anh chị mình có thể thấy số. Qua tới phần này, đây là phần cốt ở trên. Thì những cây này đều là thép có tua dầu nên là anh chị mình xài nó rất là cứng ha. Xài nó đỡ bị trượt đầu những con lục giác. Thì lục giác này mình xài là 456, 3 size thông dụng, còn đẹp anh chị. Hàng có xài lướt và anh chị mình thấy cái đầu nó còn rất là thẳng này. Đó.
Thực ra là có mỗi cây là pH 5, có quay cây là lục giác 5 này có xài thôi, chứ còn hai cây còn lại là không có bị cấn gì hết á. Chiều dài tầm khoảng là 21 cm là cây 4, cây số 5 là khoảng 24.5. Rồi cây số lục giác 6 là tầm khoảng 27 cm. Rồi cái này chị chốt giùm em combo này mã số 10 giá là 400 ha, mã số 10 giá 400. Tem nó hay rơi ra, số 10 giá là 400. Rồi em lên mã số 11. Số 11 em có một cây vít lùn, vít xài trong góc kẹt, trong hốc, trong hách. Cây này hàng của hãng BB Swissmax Thụy Sĩ No 138, đầu là đầu 6 nha chị. Và anh chị mình thấy đây, đầu còn thẳng không có bị cấn dập gì. Có xài nó hơi có bị sờn cái lớp mạ chút thôi chứ còn không có bị cấn nha chị ha. Còn rất là đều đẹp. Cây này thì mình xài trong góc kẹt, chiều dài tầm khoảng là 7.5, vít lùn của Swissmax Thụy Sĩ và chiều rộng lưỡi sử dụng là 1 xăng, mã 11 giá là 120. Em lên mã 12. Rồi, em qua 12 ha, em qua một cây ha. 12 là một cây thích chéo cho anh chị mình xài trong thợ mộc hoặc là mình xài trong cơ khí xây dựng, trong tiện này kia thì mình xài thợ tiện thì mình xài cây này. Cây này là thước chéo của hãng là Shinhwa của Nhật, có logo hình con chim cánh cụt. Rồi, như thế này giùm em ha, cái thước này thì cái dáng nó rất là lạ, thường ít gặp. Chiều dài tầm khoảng là 11 cm và chiều cao như thế này tầm khoảng là hơn 6 cm giùm em. Mặt mày cũng còn sáng sủa, inox khung rỉ của Shinhwa của Nhật ha, stainless steel này. Chốt giùm em mã số 12 giá là 130. 13. Em lên một cây thước bằng đồng nha chị ha. Đây là một cây thước chéo bằng đồng. Cây này thì chuẩn Nhật nha chị ha. Chữ là chữ nội địa Nhật không à. Nên chị mình có thể thấy là tên hãng này ha. Cái này là không có hít nam châm, nên là anh chị nào mà mình có sưu tầm đồ đồng, anh chị mình mua cái thước đồng về là mình sưu tầm này, nó không hít nam châm ha. Rồi, mặt mày sáng sủa, nếu mà mình thích bóng như là lư đồng này kia thì mình có thể về mình đánh bóng chùi đồng ha, chùi đồ đồng. Còn anh chị mình thích màu vintage thì anh chị mình có thể để cái màu thời gian nó oxy hóa một chút thì cái màu nó ngả ngả ra. Chiều dài tầm khoảng là 11.5 cm và chiều cao như thế này, một cây thước chéo của Nhật ha. Chiều cao như thế này tầm khoảng 6.3 cm. Chốt cho em mã số 13 giá 200. Cân nặng của cây này tầm khoảng là 130 g nha. Gần 130 g ha. Mã số 13 giá 200. Em lên mã 14. Em qua một cây 14, em lên cây này luôn. 14. Em có một cây thước ha. Đây là một cây gọi là cây tool 14, cây này cây tool Make in Japan. Cây này thì bằng inox khung rỉ, có một cái vỏ bao bên ngoài, trong này có một cái thước nhiều chức năng, trong này có một cái đầu nhọn nhọn nữa này. Thì đây là của hãng Survival của Make in Japan của Nhật. Cái này anh chị mình mở ra bằng cách là mình kéo này ra này anh chị. Đó, nó cũng hở hở ra chút cái mình lôi ra ha. Chỗ này thì mình có thể rọc này. Đây là lưỡi bén nha anh chị ha. Đây, cái này là lưỡi bén thì anh chị mình có thể mình rọc. Đây cũng bén nha anh chị, hai cái lưỡi hai bên này là bén này. Hoặc cắt dây câu hoặc là mình có đi, đây cũng bén, một lưỡi bén này. Nói chung là cái khúc này là nó bén hết anh chị ha, 1 2 3 4 lưỡi này rất là bén này. Gọi là cây thút tun hoặc là cây thước đa năng anh chị ha. Rồi. Đó. Như thế này giùm em, chút em đo phủ bì bên ngoài thôi. Còn ở dưới này thì mình có một cái, đây ở dưới này thì có một cái cây nhọn nhọn như thế này, hai đầu là giống hai đầu vít trừ nha chị, hai đầu vít trừ và có một cái thước kẻ. Chỗ này thì có hai cái lỗ, không biết là anh chị mình móc cái gì mình móc này. Chỗ này thì mình có thể mình khui đồ hộp, nó cũng đủ độ bén để mình cắt dây câu nha chị. Đây rất là bén này. Rồi giờ em sẽ đo luôn ha, tổng thể như thế này giùm em ha. Đằng sau có bạn số 5 mã này này, chắc cho anh chị mình bên vẽ cơ khí, vẽ kỹ thuật nhiều hoặc là mình có làm bên xưởng này kia, mình sử dụng chiều dài tầm khoảng là 9.2, bản rộng tầm khoảng là hơn 6 cm. Chốt cho em mã 14 giá là 250. 15. 15 em lên một cây kéo cắt tôn ha. 15 là một cây kéo cắt tôn, cây này thì hàng thép rèn đồ rốt phó gịt của Nhật. Cây này thì lưỡi thẳng và còn rất là đẹp anh chị. Ở ngoài nó có tróc nước sơn màu xanh thôi chứ còn lưỡi là zin nè. Đó anh chị nhìn thấy lưỡi thẳng tăm tắp luôn nè, bén cực kỳ. Lưỡi này là bao cắt giấy luôn nha anh chị ạ, rất là bén luôn. Chiều dài của cây kéo cắt tôn thép rèn đồ rốt phô hịt của Nhật tầm khoảng là 20, gần 27 cm. Anh chị mình chốt giùm em mã số là 15 giá là 220 ha. Đây. Lưỡi bén nha chị, nhìn cái lưỡi là chị mình thấy nó mới nè, rất là mới luôn. Ở bên ngoài mặt trên này thì có hơi có kiểu hơi dính ố đường nước chứ cũng không vấn đề gì đâu. Nó hơi có ố đường nước trên này chút xíu. Đó, bén nha chị. Cái này anh chị mình tốt cắt lá tôn mỏng giùm em ha. Mã số 15 giá là 220.
Em lên mã 16. Em có một cây vít. À, một bộ này là bộ một bộ lục giác ha. 16 là một bộ lục giác của hãng Ad. Bộ này thì có 6 chi tiết nhưng mà ở trong này thì cũng có lộn xộn một số hãng anh chị. Rồi. Cây này thì hàng xài lướt nên là anh chị nào mình thích thì mình sưu tập về. À, về mình xài 2 4 6 2 4 6 8, gồm 8 cây ha. Thì có cây này là cây của Ad này. Đây. Cây này là cây size số 5 nha chị ạ. Cây này size số 6 nè. 6 5. Rồi. Cây này nha anh chị ạ. Cây này là hãng KK, KKI là của Nhật anh chị ạ, KKI của Nhật này. Nhưng mà không thấy là size số mấy. Rồi. Nên anh chị nào mình thích nhỏ nhỏ thì mình sử dụng bộ này, là hàng chuẩn Nhật nha anh chị ạ. Hãng Ad và hãng KKI. Đây là Ad số 4 này. Vậy là hồi nãy là có 5 có 6 5 4 rồi. 654. Thì xuống đây nhỏ là 654, còn 324 và 2 ha. Là chắc là đủ hết cho anh chị ăn. Còn nhiều khi mà nhỏ quá là người ta không có in được cái chữ lên đó chị, chứ không phải là hàng không chữ ha, chứ không phải là hàng không chữ đâu. Rồi có tất cả các size nhỏ như thế này giùm em. Là kèm thêm là hai cây ha. Như là một cây to hồi nãy là không phải hãng Ad á, mà hãng KKI là cũng của Nhật. Bộ này là đầy đủ anh chị. Rồi, bộ này anh chị mình chốt giùm em mã số 16. Mã số 16 giá là 100. Cây dài nhất tầm khoảng là 9.5 xăng và cây ngắn nhất thì tầm khoảng là 6 xăng ha. Chốt cho em mã số 16. Bộ này của hãng là Ad của Nhật. Mã số 16 giá là 100. Bộ lục giác size nhỏ cho anh chị mình vành ốc vít nhỏ. Em lên mã 17. Rồi. Em nhớ em còn một bộ nhỏ nhỏ chút xíu nữa đâu rồi. 17 là một bộ. Em biết làm đâu rồi. Ở đây. 17 là một bộ cờ lê ha, hàng chưa xài, cờ lê miệng chưa xài của hãng là Engineer của Nhật. Rồi ở ngoài anh chị mình thấy cái bọc màu đen này. Bên trong ha, bên trong mới tinh này anh chị. Rồi anh chị mình tìm giùm em là Engineer TS-01 đây. Rồi đây này, vừa có hệ in và vừa có hệ mét ha. Mặt trước là họ ghi hệ mét, còn mặt sau thì ghi hệ in. Nên anh chị nào mà mình xài máy móc, hệ in hệ mét đều xài được cái này. Rồi ở trên là size nhỏ nhất là 3.2, 3.5, rồi 4 và 5, 5.5 và 6, 6.5 và 7 ha, và 8 và 9. Đằng sau là có hệ in nha, đây là các bạn quy đổi với hệ in này. Thì mỗi cây đều có ghi hệ in hệ mét hết luôn. Đây đầu tiên là cây số 8 và số 9 Engineer cho 3 năm. Và anh chị mình thấy đằng sau là 5/16 tương đương với 11/32 này. Đó. Mặt mày sáng sủa nha anh chị, mặt mày sáng sủa giùm em ha. Đó. Rồi bộ này anh chị mình chốt cho em mã số 10. Mã số 17 giá 150 ha. Bộ này gồm có 2 4 5 cây. Cây ngắn nhất là cây 32 và 3.5 á, thì chiều dài tầm khoảng là 7 xăng. Cây dài nhất là cây 8 và 9 thì tầm khoảng là 11 xăng. Mã số 17 giá là 150, một bộ cờ lê hệ in và mét của Engineer của Nhật. Em lên mã 18. 18 ha. 18 thì đây là một cây về chung với lô đồ beta của Ý anh chị ha, 18. Đó. Ở trên này thì cũng có một dòng chữ nữa, nhưng mà dòng số, nhưng mà anh chị mình có thể mình tìm cái dòng số đó ra là sản phẩm ha. Thì cái này là hàng gần như chưa có xài anh chị ạ. Đó, gần như chưa có xài. Một cây nối chuyển góc máy bắn vít 6.35 ly. Đó, cây này thì mình nối như đầu máy bắn vít. Và anh chị mình thấy là mã 18 giùm em ha, 250. Rồi cây này thì anh chị mình thấy nó có một cái tay cầm để bên trên để anh chị mình cầm. Đó, mình không thích thì mình gỡ ra như thế này. Đó. Mình muốn xoay hoặc là mình cầm cái góc nào cũng được, thì mình rút vô nó có những cái cạnh này. Mình để ngang như thế này cũng được ha. Đó, như thế này cũng được, còn nó không có xoay được nha chị ạ, tại vì nó có những cái răng này. Còn muốn để góc trên này thì mình để như thế này. Rồi mình cái này giống như để cầm hay để cố định lại. Ở đây thì em gắn sẵn cho anh chị một đầu vít trừ beta là tầm 0.6 gì này. Không biết là 0 chấm mấy nhưng mà thấy ghi trên này là 0.6 x 45 giùm em ha. Đầu 6.35 ly beta của Ý. Rồi. Ở trên này có những cái dòng số nhỏ nên chị ạ, mà em đọc em cũng chưa có dịch, chưa có tra ra hay là gì đó, không có nhỏ á. Rồi. Cái này chốt cho em mã 18 giá là 250, chiều dài tầm khoảng là 14 xăng. Và nhìn những chi tiết trong này là anh chị mình thấy hàng xịn ha. Đó, nhỏ xíu mà họ cũng khắc cái chữ lên được. Mã số 18 giá là 250, một cây chuyển góc máy bánh vít. Rồi em lên mã số 19. 19 em có một cây kìm ha. 19 em có một cây kìm điện của hãng là Kelling Tool của Mỹ. Cây này thì size dài, cây này thì không đẹp để sưu tầm, nhưng mà anh chị mình có thể mình xài như một cây kìm điện, như một cây kìm nguội, tại vì phần ngàm nó di nguyên.
chiều dài tầm khoảng 22 cm. Và cây này thì có mỗi phần là do cắt dây điện sống mà nó bị nổ cái lỗ chị ha, lỗ cái lưỡi là do cắt dây điện sống thôi, còn anh chị mình xài, nếu mà không cắt dây điện sống anh chị mình xài những cây này rất là bền. Phần cán thì có chày cấn sơ là do để bãi này, do để chung với một cái tải đồ nghề mấy trăm ký thì cấn với nhau đây. Rồi keo linh tun của Mỹ anh chị, có hình chú công nhân leo cột điện giùm em đó, đây ha, đây các dòng chữ nè. Mặt mày còn sáng sủa, có mỗi là nổ dây điện sống thôi, chứ còn anh chị mình thấy phần ngàm là tặng tắp ha, răng là đều tăm tắp, không có bị cấn giật gì hết. Rồi anh chị mình thấy răng trên như thế này giùm em, răng trên cũng thẳng tăm tắp, không có bị cấn giật gì luôn. Răng này là răng zin không cấn giật nha anh chị. Chiều dài của cây kìm này lên tới là 22 cm hơn, nên anh chị mình xài giống như một cây kìm nguội trong cơ khí cũng được. Mã số 19, 250. Kìm của Mỹ ha, em lên mã 20. Em có một cây kìm của hãng Ribic của Nhật. Cây này thì không đủ đẹp để sưu tầm. Đó, cây này thì cái ngàm cắt của nó thì nó cũng có cấn cấn lên nơi anh chị mình không cắt được đâu. Cây này có một ngàm kẹp, hai ngàm tuốt dây điện này, có một lỗ bấm cốt ở bên dưới. Cán thì mình về mình chà thêm cho nó bóng ăn, tại vì cái phần này nó, đây nó có cấn chỗ này giùm em này, Japan Nhật Bản ha. Thì mình xài các chức năng là tuốt, bấm cốt và anh chị mình kẹp trong cơ khí giùm em. Đây, răng thì còn đều. Răng thì còn đều, có mỗi cái ngàm kẹp với lại do để nước thì nó bề mặt nó hơi có bị chân kim nhăm nhăm như thế này giùm em ha. Còn xài thì còn đều được. Xài chức năng bấm cốt, kẹp và tuốt dây điện, chiều dài tầm khoảng là hơn 18 cm, tầm khoảng 18.8 cm này. Chốt giùm em mã 20 giá 100. Em lên mã 21. 21 cũng 100 luôn, 21 cũng là một cây kìm cắt của hãng là cây này là của hãng Diamond của Mỹ ha. Make in Yura. Cây này thì dòng SS gạch 57. Cây này thì bề mặt nó cũng có hơi có nhăm nhăm trên kim một chút. Và cây này là kìm cắt ngàm lớn, mình xài mình cắt đi kẽm bonsai, piano, dây đàn piano cũng được. Và cây này thì cũng có xài rồi nên là cái lưỡi nó không có được bén anh chị, và nó cũng có hở như thế này giùm em. Về anh chị mình xài thì mình rũa thêm giùm em ha. Nói chung là thép, được thép Mỹ thì bền thôi, chứ còn cây này thì cũng có xài rồi nên là về mình rũa thêm để mình bấm kẽm bấm đồ gì cũng được. Chốt giùm em mã số là 21, giá là 100. Cây kìm size lớn, cắt thép cứng, chiều dài tầm khoảng là 18.2 cm, mã 21, giá là 100 ha. 22. Em lên một cây 22, em lên một cây kìm. Cây kìm này kìm điện của hãng là Fujiya, logo Yoyix đồ điện Nhật. Cây này thì phần cán còn liền lạc ngon lành anh chị ha. Và anh chị mình thấy lưỡi cắt là còn đẹp này, logo Yoyix đồ điện Nhật. Cái mặt đằng trước ram còn rất là đẹp ha. Rồi phần răng thì anh chị mình thấy cũng còn đều này, hàng xài lướt răng cũng còn đều này ha. Đó, răng đều. Chiều dài cây kìm điện này của hãng Fujiya tầm khoảng là 18.7 cm. Anh chị mình chốt giùm em mã số. Mã số là 22, giá là 180 ha. 22 giá 180. Cây này cắt ngon nha chị, cắt rất là ngon. Đây, cắt rất là ngon ha. Chốt giùm em mã số 22 giá 180. Em lên mã 23. Rồi 23 em có một 23 em có một cây cây lấy dấu, cây đóng cơ khí ha. 23 em có một cây đục cơ khí. Cây này thì hàng của Mỹ. Anh chị mình tìm dòng giùm em dòng sản phẩm là C29 này. Trên này có dòng he C29, anh chị mình tìm dòng đục cơ khí C29 giùm em. Đầu thì có xà lướt ha, cũng không có phải là bị trượt tè đầu gì đâu, còn láng bóng đẹp này, C29. Cái này em thấy nó rất là cứng cáp nặng chị nha. Đây là phần đục cơ khí bên dưới, đầu còn zin anh chị. Chiều dài của cây đục cơ khí này C29 này tầm khoảng là 18 cm, và phần đục anh chị mình sử dụng bản độ dày, gọi là cái đường kính của nó tầm khoảng là 8 ly ha, đục cơ khí 8 ly. Chốt cho em mã 23 giá là 150. Cân nặng tầm khoảng là 270 g nha chị, 270 g, mã 23 giá là 150. 24. Em lên một cây ha, một cây tô vít nhấn, tô vít đóng đảo chiều. Mã số 24 là một cây tô vít đóng đảo chiều chất mắc của Nhật. Trên này thì anh chị mình thấy là phần cán bằng gỗ và nước sơn màu đen còn zin nguyên này. Trên này thì mình có thể mình sử dụng đầu búa mình đóng lên đây ha. Đó, anh chị mình thấy như thế này giùm em. Rồi anh chị mình thấy còn rất là đẹp ha. Mặt mày sáng sủa ngon lành. Make in Japan, đảo chiều đây anh chị. Cái chỗ này là em cô chưa bung ra, mình xoay cái chốt màu vàng nên nó tự bung ra. Rồi anh chị mình nhấn xuống đảo chiều, mình tự động mở ốc, vừa đóng hoặc là anh chị mình vừa mình xoay để mình mở ốc cứng cắn được.
Rồi, chị mình thấy ha, cái này đây, cái này là cái tay mình giữ nha chị ăn, nên là anh chị mình thấy nó xoay chiều nào cũng được, còn nếu nó xoay thì anh chị mình nghe cái tiếng của nó rất là nhỏ này. Rồi giờ em xoay ngược lại, cái tiếng của nó rất là thanh nha chị ăn. Cái lò xo, cái bi là hoạt động trơn tru này. Rồi qua đây là ở giữa thì anh chị mình sẽ xoay không được ha, nó sẽ cứng lại như thế này. Rồi giờ em sẽ bung nó ra. Đó, anh chị mình thấy là nó hoạt động rất là trơn tru, và ở phía trong là anh chị mình thấy cốt nó còn mới này. Khi mình nhấn xuống, khi mình nhấn xuống quên nãy mình để cái chế độ cứng nữa anh chị, không xoay được. Đây, anh chị mình thấy nó hoạt động rất là trơn tru ha, không vấn đề gì. Còn đảo chiều ngược lại thì mình nhấn vào đây thôi. Mình xoay ra vặn ra vặn vô và gặp những con ốc cứng đầu á thì mình sử dụng cây này. Cây này hoạt động rất là trơn tru. Rồi giờ em sẽ thu nó lại ha. Thu nó lại thì anh chị mình khóa này lại giùm em là được này. Đó. Rồi cái đầu này thì về mình gắn cái đầu tô vít khác giùm em ha. Đầu này thì không phải tô vít zin nên là cái này em gắn vô cũng là tô vít Nhật ha. Đây về sale luôn này. Đó nên là về anh chị mình có những cái đầu tô vít này thì anh chị mình gắn vô đây giùm em. Chiều dài khi anh chị mình thu gọn lại tầm khoảng là 40 cm ha. Anh chị mình chốt giùm em mã số 24 một cây tô vít đóng xoay size lớn của checkmark của Nhật, mã 24 giá là 320. Em lên mã 25. Rồi 25 ha. 25. Em qua một cây kìm ha. 25 là một cây kìm kẹp hàn. Cây này là hàng của Lobster và được sản xuất tại Mỹ này. Thì cây này cũng có xài rồi, không đẹp để sưu tầm nhưng mà chị mình xài ngon. Ở đây có dính sỉ hàn thôi, còn chức năng hoạt động trơn tru. Nếu mà anh chị mình có kẹp hàn những chi tiết nhỏ thì mình sử dụng cây này giùm em. Cái này tại vì em khi mà em xoay vô nó cứng chứ không có vấn đề gì nha chị em. Rồi. Rất là cứng anh chị. Quên, cứng quá. Xả nó ra bớt ha. Đó, chị mình nghe cái tiếng của nó rất là cứng nè. Đó, ok ha. Đó, ngon lành. Cây này là Lobster và được sản xuất tại Mỹ anh chị ha. Cây này xài rất là bền. Rồi anh chị mình thấy giùm em này. Cái này thì về mình thích mà nó mịn mịn anh chị. Về mình xả nhám thêm, đánh bóng thêm. Mình trà thêm qua máy mà nhám cũng được, hoặc là máy đánh rỉ giùm em ha. Chứ còn cây này còn rất là mới, ngon lành. Chức năng hoạt động trên chu. Phần mà mạ chrome ở ngoài anh chị nhìn thấy cũng còn này. Đó. Dòng sản phẩm là Lobster VC 150N dùm em, được sản xuất tại Mỹ. Chiều dài cây kìm kẹp hàn này tầm khoảng là 16 cm, ngàm lọt lòng là tầm khoảng 4 cm, và như thế này tầm khoảng là 5.5 cm dùm em. Chốt dùm em mã 25 giá là 180. Em lên mã 26. Em có một cây kìm này là hàng của Nhật nên chị ăn. Cây này thì ngàm còn rất là đẹp này, ngàm xài lướt răng là còn đều luôn chị. Đây thì nó có hơi nhăm mạ chút xíu. Đó. Đây là thiết kế rất là giống hãng con cua của Nhật nên chị. Cây này thì là kìm bấm vai, kìm bấm của Nhật, nên là anh chị nào mà mình thích cây kìm này thì mình mua cây kìm này về mình bấm chết, bóp chết ha. Chiều dài là 19 cm. Chiều dài 19 cm ha. Tại nhiều khi em bóp nó hơi cứng vô. Đó. Xả nó ra chút nha chị em. Đây, đó. Xả nó ra chút thì nó dễ hơn. Đây. Đó. Rồi anh chị mình muốn nó cứng một chút thì mình xoay vô đây chút ha. Hoạt động rất là êm nha chị ha. Nghe cái tiếng của nó là anh chị mình thấy nó chắc nịch à. Rồi giờ em sẽ view cái ngàm cho anh chị mình xem nè. Ngàm thẳng tắp, răng đều ken két luôn ha. Răng rất là đều luôn. Rồi cái này anh chị mình chốt giùm em dài 19 cm, một cây kìm bấm mã 26 giá là 250. Đây là tên hãng giùm em ha. Đó. Em lên mã 27. Đây có một cây kìm bấm con nhện của Nhật đây, 27. Cây này thì không có đẹp để xài sưu tầm nha chị ha, nhưng mà xài còn được. Mã số 27. Chiều dài của cây bị kìm con nhện này của Nhật là tầm khoảng cũng size 19 cm như cây hồi nãy luôn. Anh chị mình thấy nè, dòng này thì nó mạ mịn, dòng kia thì mạ lồi chút. Đây. Này thì anh chị mình nhìn về mình spa thêm ở trong, nó hơi có bị dính nước, nó ố vàng anh chị nha. Đó, về mình chịu khó mình spa thêm một chút giùm em. Dòng sản phẩm là kìm bấm con nhện của Nhật Tokyo Japan này. Đó, MFG ha. Rạch CO. Về phần ngàm cái này thì cũng có xài nên nó cũng có chày chày cấn cấn như thế này giùm em ha. Nói chung là bằng 100 ngàn về mình kẹp bậy kẹp bạ cũng được.
sửa máy sửa móc thì mình kẹp cũng được, nó không có tiếc ha. Hoa hậu quá thì nhiều khi mình lại tiếc xài nương tay, còn những cây này thì mình xài ha, ngon lành. Có 100.000 thôi ha, về xài ok. Rồi cây này chốt cho em mã 27 giá 100. 28. Rồi 28 em lên một cây kìm ngàm rộng ha. Cây 28 là một cây kìm ngàm rậm, dàn sản phẩm là Super SG100, thì có size là SG200 nó sẽ to hơn, mình sẽ kẹp được size lớn hơn. Cây này thì chiều dài tầm khoảng là 22 cm. Đó. Đây. Anh chị mình thấy ngàm cây này cũng có size lớn ha, dòng là dòng SG100 giùm em. Đây mình sẽ xoay điều chỉnh cái độ to nhỏ, rộng của ngàm, rộng hẹp của ngàm. Đó ha, Japan Nhật Bản. Đây là cái phần ngàm kẹp thì do là kẹp hàn nên là cũng có dính một ít sỉ hàn như thế này giùm em ha. Đó, cũng có ngàm cũng có cấn một chút. Đây mặt trên anh chị mình thấy giùm em ha. Đây là có một cái ngàm, có một cái đường thẳng thì mình có thể mình kẹp những cái giống như cộng dây điện, dây chì, dây kẽm vô cũng được. Răng thì cũng còn đủ để xài nha anh chị, ngon lành. Chuyên môn tham để nó cứng cứng vô này. Đó, ngon lành ha. Rồi cái này chốt giùm em mã 28 240. 29. Em lên một cây cây mỏ lết đuôi cá. Cây này là hàng của hãng Top Nhật Bản ha. Cây này là size Y6 inch tương đương với 15 cm. 15 cm nha anh chị. Cây này thì hàng cũng có xài rồi. Và anh chị mình thấy cái phần đầu dưới còn rất là đẹp này. Phần ngàm đuôi cá ở dưới mình có thể mình kẹp được các size ốc là từ chỗ này tầm khoảng 12 ly anh chị ăn. Và ở dưới này thì tầm khoảng là 6 ly đến 12 ly ha. Ở dưới này mình kẹp ốc 6 ly đến 12 ly. Ở trên này là dài 15 cm. Cái này là dòng Nippon Koki nè anh chị. Đây Super. Super 2. Dòng này chắc rất là cũ rồi nha anh chị ha. Rất là cổ rồi nên anh chị nào mình thích thì mình sưu tầm cái này cũng được. Nippon Koki là hãng mà liên kết với lại Yanma để sản xuất nông ngư cụ, để sản xuất ra những thiết bị để mà anh chị mình sửa nông ngư cụ, đồ nghề để mình sửa nông ngư cụ. Osaka Chaba ha. Osaka. Osaka. Sakai Osaka của Nhật ha. Chắc là đặt nhà máy tại đó nha anh chị. Cây này thì có lớp mạ bị chóc nha, hơi chóc mạ chút xíu thôi, chứ còn cây này anh chị mình thấy là còn đẹp. Rồi bây giờ thấy phần bánh răng ha, răng cũng còn rám này. Cây này khi anh chị mình thấy giùm em là có sờn cái lớp mạ chút xíu do màu thời gian. Đây. Đây cây này thì thiết kế là hàm ngỡ như thế này nha anh chị, hàm mở, hàm hở như thế này này, đó. Ngàm thì anh chị nhìn thấy còn thẳng ha, đó, xem kỹ giùm em. Rồi, anh chị mình thấy giùm em ha. Thì cây này mình sưu tầm hoặc là anh chị mình có xài, mình xài cũng được. Ngàm bên trong thì cũng có xài lướt như thế này giùm em nha anh chị. Đây, đây có một cái dấu nhỏ trên mỏm này. Mình mở ngàm tối đa là tầm được khoảng 22 ly ha, 22 ly. Dài 15 cm chốt giùm em mã số 29 giá là 370. Một cây kìm, cây kìm đuôi cá. Một cây mỏ lết đuôi cá của Nippon Koki của Nhật, mã 29 giá là 370. Em lên mã 30. 30 em có một bộ khẩu hệ in ha. Cây này thì làm nằm ở trong lô hàng Nhật về nha anh chị ha. Và cây này thì cái nước mạ rất là mịn, một số hàng Nhật thì cũng không có cái giống như là đi chung trong một cái hộp mà khẩu á, thì anh chị mình thấy là có một số loại không có ghi dập cái tên hãng lên. Rồi thì cái này là hàng Nhật về nha anh chị ăn, còn có thể là hàng Đài Loan, nếu mà hàng Đài Loan hay hàng Nhật thì cái này em bán theo giá của hàng Đài Loan thôi. Đầu 3/8 hệ in chưa sử dụng nè, anh chị mình thấy hàng mới chưa xài. Ở trên này thì hệ in và nhỏ nhất là 3/8 ha, thép là chrome vanadium, nước mạ rất là mịn. Và size to nhất, cái này size chốt cho em mã 30 ha. Size to nhất, đầu là đầu 1/2 ha. Ở đầu là đầu 3/8 giùm em. Và size to nhất anh chị mình xài là 7/8 này. Anh chị mình thấy da dẻ láng cóng, nước mạ rất là mịn ha. Rồi nước mạ này thì rất là mịn anh chị. Đầu là zin này. Khẩu là khẩu 3/8 hệ in đó anh chị ha. Nhỏ nhất là 3/8, 7/16 này. Đó, hai bên này là bao nhiêu đây? Rồi 5/8 ha. Rồi 3/16 hai cây này nữa. Nói chung là 2 4 6 8 9. Đối với chín khẩu này anh chị nào mà mình sử dụng mà khẩu 3/8 máy móc hệ in mà size nhỏ thì mình xài khẩu 3/8 này là vừa này, mã số 30 giá là 300.000. 31. Em lên một cây. Cây này là cây cờ lê lực của hãng là Tonichi, lực là 17 x 17.6 Newton, thích hợp cho anh chị mình làm bên điện lạnh này. Cây này thì Tonichi ha. Cây này thì nếu mà giá mới nó rất là cao.
Nếu mà anh chị mình thích thì mình có thể mua cây này, ngàm diêm nguyên này. Đó, ngàm xà lướt còn thẳng, không có bị cấn dập ha. Rồi cây này là Tonichi của Nhật anh chị ăn. Dòng mật cây lên lực của Tonichi này anh chị mình thấy là lực chuẩn này. Cây này thì lưu ý giùm em ha, cán còn liền lạc. Nhưng mà cái phần chụp ở dưới này nó bị mất rồi. Nên ở nhà anh chị mình có cái chụp nào thay thì anh chị mình chụp, không thì mình để vậy mình xài. Lực là 17.6 như tơn lực cao nhất ha. Cây này là anh chị mình xài bên điện lạnh giùm em ha. Bên điện lạnh, anh chị nào mình bên máy lạnh này kia mình xài cây này. Chiều dài là khoảng 21.5 cm, chốt giùm em mã số là 31. Giá là 550. Tonichi, ngàm còn zin đẹp ha. Em bên mã 32. Em có một cây kìm bấm cốt của hãng là Mạc Vô của Nhật ha. Dòng này thì bấm cốt cái lò xo là trợ lực, nên là anh chị mình khi mình bóp vô nó rất là nhẹ. Ở trên này có chữ Make in Japan này, cũng còn rất là mới nha chị. Cây này là MH14, mình mua vô cũng tầm khoảng là 1,8 triệu một cây rồi, nên là anh chị mình thích thì mình mua cây này. Rồi, cây này thì mình bấm cốt size là size 14 nha anh chị ha. Từ 1.25, 2, 5.5, 8 đến 14, size 14 này thì hay gặp này. Và anh chị mình ít gặp được những cây này. Cây này thì về mình spa thêm những cái đầu này dùm em ha. Kiểu nó hơi có dính ố ố một chút xíu. Nói chung là mình về mình spa những cái đầu cốt lại dùm em chút xíu. Đây. Tại vì dính nước thì nó hơi có bị ố ố ha. Về để lại một chút thì về mình spa thêm dùm em những cái chỗ này nè. Mình có thời gian mình trà, mình tỉ mẩn dùm em. Còn lò xo ở dưới là còn đẹp anh chị. Đó, ngon lành ha. Chị bóp vô rất là nhẹ. Đó. Cái này anh chị mình chốt cho em mã số dài là 24.5 cm, chốt cho em mã 32, một cây bấm cốt của Mạc Vô của Nhật ha, GIS vẫn còn nguyên này. Giá là 500. Em lên mã số 33 em có một cây xịt, cây súng để anh chị mình xịt, mình bắn silicone ha. Cây này anh chị mình có đi keo những cái đường ron ở trên trần nhà, hoặc là mình có đi keo ở trên ấy thì anh chị mình gắn cái này rất là dễ xài thôi. Anh chị mình gắn cái chai silicone vào đây rồi anh chị mình nhấn tới thôi. Đường kính chỗ này tầm khoảng là 7 cm anh chị em, đường kính tầm khoảng là 7 cm giùm em, là mình để vừa một chai silicone đường kính là 7 cm. Mã 33, cây này là hàng của hãng Tajima của Nhật ha. Rồi anh chị mình thấy màu đen này, tay cầm ngon lành nha, còn rất là mới đây. Tajima trên thân cũng có tem và thân cũng có chữ Tajima ha. Cây này thì hàng xà lướt anh chị. Đường kính là 7 cm rồi, còn chiều dài này tầm khoảng là 3 tấc ha. Chiều dài anh chị mình để bình từ tầm khoảng là 3 tấc giùm em. Đây cái mặt trên như thế này giùm em này, là dính dơ chút xíu về anh chị mình trà thêm. Màu vàng còn đẹp này, Tajima của Nhật. Đây giờ em giới thiệu cái chức năng. Đây là cái để khóa nha chị em. Ví dụ anh chị mình khóa, mình bấm cái này xuống để anh chị mình kéo lên. Đó ha, mình bấm này xuống để mình kéo lên, hoặc là mình đẩy cái chai xuống từ từ như thế này. Còn chỗ này là mình bóp ha, mình bóp một cái lực nhẹ để nó ra từ từ ha. Đó rồi, còn nếu mà mình muốn đẩy cái chai silicone xuống thì mình bấm cái này xuống giùm em. Đó rồi, cây này anh chị mình chốt cho em ha, mã số 33, giá là 250, một cây súng bơm silicon của Tajima. Em lên mã số là 34 em có một cây súng xịt hơi ha, à quên, súng phun sơn. Cây này là hàng của hãng Iwata của Nhật, logo Zojic nội địa Nhật này. Đây ha, cây này thì mình về mình cắm cái dây hơi vô, các anh chị mình gắn thêm bình phun sơn vô đây ha, cái bình sơn vô đây rồi mình xịt thôi. Đây, cây này là hàng của Iwata, logo Zojic nội địa Nhật, dòng W77 như thế này giùm em. Đây. Đó. Mặt này còn sáng sủa, những cái chi tiết bằng đồng ở trong này còn đẹp anh chị. Đây là phần đầu giùm em, cái này là size số 3. Đó. Ở trong còn rất là đẹp anh chị em. Đây anh chị mình thấy giùm em rất là láng đẹp này. Đó ha. Đây. Ở trên này thì ghi được số là 2.5 nha chị em, đầu rất là đẹp luôn. Đồng là láng cóng này. 2.53 ha. Đó. Đẹp nha anh chị. Rồi cái đầu ở trên anh chị mình thấy nó rất là nhọn đẹp này. Đây ok ha anh chị ha. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em mã số 34, giá là 350 một đầu xịt, đầu phun sơn của Iwata, đầu là 2.5 và 3. Rồi mã số 34 350. Em lên mã 35. 35 em có hai cái rồng rập bằng nhôm nha chị ha.
bằng nhôm nên nó rất là nhẹ. Dòng này dòng 7A. Ở trên này ghi là 250 kg, 7.5 cm anh chị này. Cái này chắc đường kính của cái rồng rọc, đường kính của con lăn là loại 0.5 cm. Còn tải trọng là 250 kg ha. Cái này thì đúng. Cái này thì giá 550 thôi. Đây một cặp này 550 thôi nha chị ha. Rồi chốt cho em mã số 35. 35 giá là 550. Hai cái luôn nha anh chị. Rồi. Đây. Cái này thì nó bị mất cái tem, con này hên còn tem để mình nhận biết được. Thân bằng nhôm. Rồi cái này 250 kg là anh chị mình có tải hàng hóa. Cái này là rất là size, này là gọi là size thông dụng. Mình có cậu hàng hóa dưới cạn lên cũng được, hoặc là mình có cậu những thùng mà gọi là cần xé cam trái cây mà tầm khoảng 100-200 kg cũng được ha, hoặc là cá mú gì đó ha, hoặc là nông sản mà tầm khoảng 100-200 kg đổ lại là mình xài ngon lành. Thì cái này ghi là 250 kg ha. Có hai rồng rọc hai bên như thế này giùm em. Bằng nhôm nên anh chị mình có di chuyển nó cũng rất là nhẹ. Cái này mình ghép vào một cái xà gồ xong đầu anh chị mình dùng rồng rọc mình kéo. Nó sẽ nhẹ sức người hơn. Đường kính của cái rồng rọc này tầm 7.5 cm ha. Em án chừng là cái vòng trong là 7.5 anh chị. Rồi phòng ngoài như thế này tầm khoảng là 9.5 cm. Chiều cao tổng thể ha, cái dưới này. Chiều cao tổng thể như thế này tầm khoảng là 25 cm. Đó, độ dày. Độ dày tầm khoảng là 8 cm ha. Và một cái như thế này là khoảng, thôi em cần hai cái luôn cho nó chắc. Hai cái này là tầm khoảng là 2 kg 350 anh chị ăn, hơn 2 kg 350. Anh chị mình chốt cho em cặp này mã số là 35, giá là 550, chuyển khoản đủ bên em bao ship ha. Hồi nãy 2 kg mấy rồi ha? Hơn 2 kg rồi. Em lên mã số 36. 36 ha. Em lên một cây. Đây. 36 em có lên một cây búa đinh của hãng là 36 búa đinh của Nhật, Make in Japan của Nhật. Cây này là size lớn nha chị ha, cây này rất là dài luôn. Cây này thì rất là dài. Đây anh chị mình xem giùm em ha. Cây này là form lớn nha chị nha. Cán không là dài tầm khoảng là 38 cm rồi và đường kính đầu đóng. Có những cái ránh chống trượt như thế này giùm em ha. Đây là những ránh chống trượt cũng có xài lớn rồi. Nhưng mà cũng còn đẹp để mình xài trong mình có làm ở bên xây dựng này kia, hoặc là mình có đóng gỗ này kia mình xài cái búa đinh này ngon. Chiều dài tầm đường kính tầm khoảng là 3 cm. Rồi. Ở logo Dog Yu luôn nha anh chị ha, hàng của Dog Yu luôn. Rồi đây phần đầu nhổ đinh anh chị mình thấy cũng còn thẳng nè. Đó. Cái búa này nặng tầm khoảng là 680-670 g. Anh chị mình chốt giùm em, dài 38, cán dài 38. Đường kính đầu đinh có rãnh chống trượt là 3 cm. Và nặng là hồi nãy là tầm khoảng 670 g ha. Chốt cho em mã số 36, 220. Rồi. Em lên mã 37. Em có một cây búa. Cây búa này là cây búa bát giác ha. Đây này là của Dog Yu Nhật Bản luôn, 37. Cây này thì cán thì còn liền lạc ngon lành, tem nhãn còn này. Ghi là 1.1 kg này, Make in Japan, đầu trâu của Nhật này. Đó. Ha, cán còn liền lạc ngon lành, tem nhãn còn đây nha anh chị. Chỉ có điều là cũng có xài rồi nên đầu nó hơi có chày chày cánh cánh một chút ha. Về mình gõ nào mà cần lực làm khoảng 1.5 kg đổ lại thì anh chị mình xài cây này. Hàng cũng có xài rồi, nó cũng có chày chày cánh cánh một chút. Cân nặng của cây búa bát giác này của Dog Yu là nặng 1.1 kg. Phần cán dài tầm khoảng là 28 cm. Đầu đóng thì anh chị mình đường kính tầm khoảng là 34. Rồi cây này chốt giùm em mã số 37, giá là 250 ha. Rồi em lên mã số 38. 38 em có một cây búa đinh của hãng là Stanley của Mỹ. Cây này ở trên này có số có ghi là H1 1/2, tương đương với lại cân nặng trọng lượng là 16 oz theo độ theo đơn vị đo lường của anh ha. Anh Mỹ 16 oz. Rồi, dòng cảnh báo hay gặp ở những hàng Mỹ là warning word safety Google, là mình cần đeo bảo hộ kính áo này kia khi mà mình sử dụng găng tay này kia đó ha. Phần cán thì anh chị mình thấy này, phần cán cũng còn liền lạc nhưng mà có một cái dấu cấn ở đây giùm em này. Đây. Đây giống này giống như là vết mà giống như dao kéo họ nó cấn nó cắt vô nên chị chỉ còn về mình thích thì mình đổ keo lại cho nó khít như thế này giùm em luôn ha. Chứ cán còn liền lạc ngon lành. Đó. Ok ha. Rồi, về phần thân thì xi mạ thì cũng có sờn sờn nước xi chóc mạ chút là do dính nước này chứ không phải là do mà xài nhiều nó sờn ha. Đầu đinh anh chị, đầu đinh thì cũng có xài lướt nhưng mà đầu cũng còn thẳng này. Nó hơi có cấn cấn cái phần rìa bên ngoài này chút xíu giùm em.
đúc luôn ha. Rồi về phần đầu nhổ đinh thì chị mình thấy đẹp giùm em này. Nói chung là như thế này ha, cái vân xước vẫn còn này, có chút xíu là mình thích thì mình có thể mình spa thêm cho nó láng thêm bên ngoài. Cân nặng này của cây búa đinh Stanley của Mỹ là tầm khoảng là 740g nha chị, 740g. Chiều dài phần cán tầm khoảng là 34 cm ha. Chiều dài phần đầu búa là tầm khoảng, đường kính đầu đóng là khoảng 27. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em mã số là 38 ha. Một cây búa đinh của Stanley của Mỹ 38. Rồi em lên mã số 39. 39 em có một cây, 39 là một cây cây clay trồng snap on đầu số 14 và 17 ha. 39. Cây này thì mua anh chị mình xài rất là bền, và anh chị mình có thể mình sưu tầm một xài cũng được. Cái này thì nó cũng không đủ đẹp để mình sưu tầm đâu, sưu tầm thì mình cần spa thêm. Còn về mình xài ngon lành ha, đây cũng có xà lướt anh chị. Cây này là cây clay số 17 và 14 của Snap On ha. Anh chị mình tìm giùm em là Snap On SXDHFM 14-17. Đó, đẹp nha anh chị. Nói chung là những cây Snap On là hãng này bảo hành trọn đời nên là cái độ bền của nó khá là cao. Còn hàng bãi về thì bên em không có bảo hành nha anh chị. Chiều dài của cây này tầm khoảng là 34 cm ha. Rồi anh chị mình chốt giùm em cây này mã số là 39 giùm em. Chiều dài là 34 cm, mã số 39, cờ lê số 14 và 17 của Snap On của Mỹ. Em lên mã số 40. Em có một bộ lục giác hệ in của hãng A Nhật Bản. Và hệ in nên là mình xài những máy móc thiết bị hệ in thì mình sử dụng cây này ha, A Nhật Bản. Rồi từ 1/4 là to nhất cho tới 3/32 là nhỏ nhất anh chị ha. Đó. Giờ mình sẽ xem tới những cái đầu hơn chị ha, những cái đầu bên trong, những cái đầu lục giác bên trong này anh chị mình thấy nè. Đầu cũng còn rất là thẳng ha, không có bị trẹt gì hết. Đó. Rồi qua đầu, hai đầu to nhất này, cũng thẳng không có bị trẹt gì hết anh chị ha, đầu còn đẹp. Rồi anh chị mình chụp vô mình xem cái phần mà cái bảng những cái size mình sử dụng giùm em ha, như thế này nè. Ở ngoài thì anh chị mình thấy nó hơi có bị chóc mạ chút xíu do dính nước ha. Chiều dài tầm khoảng 11 cm, mã số là 40, giá là 200. Em lên mã 41 là một cây súng bắn đinh của hãng Hitachi. Cây này thì mình sẽ gắn dây hơi vô đây rồi mình bắn đinh ha. Này anh chị mình dùng cái móc treo lên này, gắn dây hơi vô đây rồi mình bắn đinh nha anh chị. Ở bên ngoài thì có một bao da thật, mã số 41, giá là 700. Súng bắn đinh của hãng là Hitachi của Nhật này. Rồi bây giờ em sẽ view bên trong. Ở trong này thì có đủ thông số hết. Anh chị mình thấy đầu nhấn nhả ok này. Rồi giờ em sẽ view bên trong ha. Đây tem nhãn còn như thế này nha anh chị ha. Ở đây thì có bảng để em đọc cái thông tin để mình sử dụng ha. Rồi dòng sản phẩm là Hitachi NH125AB. Thì đối với cái lực của súng bắn hơi này là từ 4-7kg trên 1cm², tương đương với 50-125mm. Rồi cái này thì anh chị mình xài là 50-125mm ha. Chắc là cái đường kính của đinh anh chị mình xài á. Cái này thì anh chị mình xem thêm cách xài giùm em ha. Thì xem thêm dòng sản phẩm là NH125AB giùm em. Đó. Còn đây là cái phần đầu bên dưới anh chị. 47 ok. Rồi đây là phần đầu anh chị mình vô dây hơi có ghi số là 20BM ha. Đó. Hitachi. Cái này anh chị mình chốt giùm em mã số là 41, giá là 700. Đi xài thì mình sẽ cầm như thế này cho nó chắc anh chị ha. Và mình làm như thế này, mình cầm miếng cục này cho nó chắc. Cái này thì nó cũng có bị hư rồi nha chị ha. Cái nút bấm này nó bị hư rồi nên là mình không xài, hoặc là về mình chế cái nút bấm khác, hoặc là mình cầm như vậy cũng được, hoặc là mình quấn thêm. Mã 41, giá là 700. 42 em lên một cây đo khoảng cách hàng là mình xài bằng, mình sẽ tích điện bằng cách là mình xài đầu USB ha. Và USB tầm khoảng là đầu USB, cái này chốt em mã số 42. Cái này giá mua vô tầm khoảng là 1,8 triệu thì anh chị mình thích mình mua. Cái này hàng mới chưa xài của Tajima, và dòng này là 15m anh chị ăn. 15m thì cái này khi mà mình đo thích hợp mình khoảng cách, mình thích hợp khi mà anh chị mình cần đo những cái không gian mà hẹp, hoặc là những cái không gian mà có cái
tường ấy, như là căn hộ phòng ngủ hoặc là những căn phòng hoặc là phòng hộ căn hộ đó thì mình xài cái này là ok này. Mình sẽ sử dụng là đầu sạc bằng đầu sạc USB. Dòng sản phẩm là Tajima BL15 ha. Đây, cái này thì được sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà theo các tiêu chuẩn của Tajima anh chị em, đặt nhà máy sản xuất Trung Quốc thôi. Các tiêu chuẩn là theo Tajima hết. Rồi cái này thì anh chị mình đo được là khoảng cách thì có hình minh họa ha, mình sẽ chiếu từ đây cho tới đây là tối đa là 15 mét ha. Đó, mình đo thường thường là trong căn hộ chung cư này kia mình muốn đo cái diện tích thì nó như thế này dễ hơn và thích hợp cho anh chị mình hay đi xem nhà căn hộ chung cư hay cho thuê nhà này, bên dịch vụ cho thuê nhà hoặc là mua bán chung cư nữa ha, thì mình xài cái này nhiều hơn. Và sử dụng điện là cáp sạc là USB 3.7V dùm em ha, 300mAh dùm em ha, lưu ý dùm em cái chỗ này mình vô điện cho nó đúng, xài cho nó bền. Đó, tối đa là 15 mét anh chị. Đó. Rồi giờ em mở bên trong cho mình xem. Ở trong Tajima với lại ở trên eBay hay Amazon đều bán là tầm khoảng 10.000 yên, là tầm khoảng là 1.8 triệu, chưa kể phí ship về Việt Nam ha. Thì đây là cái bọc để anh chị mình để, đây là dây để anh chị mình nối cáp cho USB ha, hoặc là mình vô những cục sạc dự phòng mình để mình sạc cũng được. Đó, hàng mới chưa sử dụng nha anh chị. Ở trong này thì cái này em cũng không biết là nó có pin chưa, nhưng mà hàng này là chưa có xài, rồi chắc là chưa có vô pin nha chị ăn, nhưng mà hàng zin chưa xài anh chị ăn. Đó, đẹp ngon lành. Cái này để anh chị mình cắm cái đầu jack USB vô ha. Rồi, cái này để cái tia laser bắn ra đây anh chị. Cái này anh chị mình chốt giùm em ha, mã số là cái này thì em sẽ test, em sẽ sạc pin trước khi em giao cho các anh chị ha, test xong rồi em mới gửi. Cái này anh chị mình chốt giùm em mã số là 42, giá là 500 ha. Anh chị mình mua vô là tầm khoảng 10.000 yên, chưa kể phí ship về Việt Nam, thì anh thích thì anh chị mình có thể mua cái này. Rồi em cũng review thông tin cho anh chị mình xem cho chính xác luôn ha. Rồi, anh chị mình thấy ha, trên trang web của Tajima luôn đang bán tầm khoảng là 10.230 yên là gồm thuế ha, thì tính ra tầm khoảng 1.8 triệu, thì thích thì anh chị mình có thể mua cái này về xài. Rồi đây ha, đây trên là Amazon đang bán, Amazon của Nhật, go.jp là của Nhật, là cũng tầm khoảng 10.400 yên là tầm khoảng là 1.8 triệu này. Rồi hồi trưa em có lên một cây khò ga như trang thì anh chị mình thấy nè, đó cây khò này rất là, nếu mà anh chị mình có làm bên gỗ hoặc là bên kim loại và anh chị mình khò trên mặt bàn gỗ này kia thì anh chị mình mua cây khò ha. Cây khò này là clip 16 em có đăng ha, cây khò này màu cánh màu đỏ và nó bự bự này, khò công nghiệp, khò lớn. Rồi, mã số 42 giá là 500 anh chị ha. Tiếp theo lên mã số 43. 43 em lên một cây tỉa hàng rào ha. Cây này thì hàng khá là mới. À, cây này thì nó cũng có một cái số vấn đề như thế này giùm em. Cái này khi mà mình kéo nó vô anh chị ha, thì cái bên này nó không có được vô hết này. Giống như nó có bị cấn ở chỗ này chút xíu nên là nó không vô được hết ha. Cái này là mình tăng đưa ra ngoài. Đó, khi mình kéo vô thì nó tới đây là hết cỡ nha chị em. Cây này nó có bị cái chỗ này, nhưng mà cái xài bình thường không sao, không ảnh hưởng gì đến cái chức năng mình cắt. Còn anh chị mình kéo ra hết là như thế này giùm em này. Đó, đây anh chị mình thấy nó rất là dài ha. Rồi em sẽ đo chiều dài tổng thể luôn. Với lại nó cũng có móp đây chút xíu nha anh chị. Nước sơn là thân là bằng nhôm sơn màu nâu còn đẹp này. Chiều dài lưỡi sử dụng là 14 cm và chiều dài tổng thể cây này là 76 cm ha. Cây này dài 76 cm giùm em, ngon lành này. Đó, 76 khi anh chị mình kéo ra hết ha. Rồi đây cái bên này thì kéo vô được hết luôn, còn cây này thì mình thu vô không có hết anh chị, thu tới đây là được rồi. Về mình có mở ra mình chỉnh sửa gì thì mình chỉnh giùm em. Rồi cây này là lưỡi dài là 14 cm và anh chị mình thấy hai lớp lưỡi ha, hàng là hàng rèn thủ công của Nhật và hai lớp lưỡi này bén cực kỳ. Rồi em sẽ test các cái giấy cho chị mình xem luôn. Rồi bén nha anh chị ha. Cái này em bị ngược tay anh chị, ngược tay nó không có siết được. Đó, này đúng vai nè. Đó, ngon lành nha. Đó, em ngược tay nha chị nha.
Rồi ok nha, rất là bén luôn. Ơi. Thì mặt lưỡi này nó hơi ố đường nước chút xíu nha chị ăn, chứ còn lưỡi là bén cực kỳ rồi, hai lớp thép nè. Lưỡi là form dáng đủ khít đẹp nên chị ăn. Đó. Cái này anh chị mình cái size này cũng không có to lắm, nên là anh chị mình có tỉa hàng rào bông bụt, bông bông trang hoặc là những cây xanh, cây gì đó thì mình tỉa cũng được ha. Rồi cái này chốt giùm em mã số 43 giá là 300. Em lên mã số 44. Rồi em còn một cây thước ha, một cây thước đo banh me hoặc là anh chị mình đo cái độ dày. Mã số 44 ha. À để em coi lại cái. Dạ. Mã số này 43. Rồi em lên mã 44. 44 là một cây thước đo mà độ dày anh chị ha. Cây này thì đo rất là dày, rất được to. Thì đối với cây này anh chị mình của hãng Big Cup của Nhật ha, và độ chia nhỏ nhất là 0.01 này, size số là 0.01 là rất là nhỏ. Rồi mình điều chỉnh cái này để mình xoay lại cho nó đúng ha, đúng cái vạch số 0 cho mình đo nó chính xác. Cây này thì mình đo khoảng cách rất là bự anh chị ha. Chỗ này mình có thể mình xoay để mình điều chỉnh cái cây này nó xuống hoặc lên cũng được. Đó. Đây ha. Đó. Thì chút em sẽ đo khoảng cách này để anh chị mình coi mình đo tối đa được bao nhiêu. Ở bên ngoài là thân bằng nhôm và bên ngoài nước sơn màu nâu, nhưng mà nó hơi có bị chóc nước sơn nên chị ăn thích thì mình có thể sơn lại nước sơn màu nâu này, hoặc là mình sơn màu khác cũng được. Make in Japan của Nhật này. Chỗ này để mình khi mà mình muốn đo thì mình thấy cái này vô. Ví dụ anh chị mình đo đo độ dày của cái thân này ha, thì anh chị mình bỏ vô đây mình kẹp này. Đó. Thì mà mình bỏ vô mình kẹp ha. Đây mình nhúng để mình bẫy xuống mình kẹp. Đó. Rồi. Cái này anh chị mình chốt giùm em ha. Mặt mày còn sáng sủa nha chị. Mặt mày còn sáng sủa này. Đó. Mình sẽ cầm ở đây và mình đo ha. Rồi em sẽ đo ha, đường kính của mặt là tầm khoảng là hơn 5 xăng và chiều dài cây này tầm khoảng 16 xăng, ngang như thế này tầm khoảng là 9 xăng giùm em. Mã số 44, một cây thước đo độ dày thích nhiệt ha. Mã số 44 giá là 450. Em lên mã 45. Em lên một cây cưa Zubat của Nhật ha. Cây này thì size cây này thì nó có cái hình vòm nên là khi anh chị mình cưa nó rất là cứng cáp và nó móc xuống nên nó gặt lại thì nó dinh lực nó cao hơn. Zubat Japan. Cây này thì cũng có xài lướt rồi nha anh chị ha, nên là mình sử dụng giùm em có một cái đai bằng nhựa cho anh chị mình cắm vô, hoặc là đi đâu đó mình bỏ vô cho nó an toàn. Hoặc là anh chị mình có thể mình tận dụng ha. Khi mà mình xài xong cái lưỡi cưa này anh chị mình có thể mình gỡ cái cán ra, mình có thể mình gắn vô, mình có thể mua lưỡi khác mình gắn vô cái cán này mình xài tiếp. Cán xài rất là bền, cán là bằng nhựa dẻo nên chị mình xài rất là bền. Rồi cái này thì anh chị mình thấy giùm em là nó có bị kiểu như là dính nước, nó hơi có bị ố vàng thôi, chứ còn về lưỡi là anh chị mình thấy những cái răng nó bén cực kỳ nhá, răng đều tăm tắp rất là bén. Dòng Zubat này rất là bén anh chị, Zubat là một phân khúc của Suki, dòng Zubat 27 xăng này, lưỡi bén cực kỳ anh chị ăn. Lưỡi này gần như là chưa có xài luôn á, bén rất là bén luôn. Cái này chốt giùm em mã số 45 giá là 300. Em lên mã 46. Đây ha, 46 em có một cây cưa của Suki. Cây này là dòng Gomtaro 46207. Cây này của Gomtaro xài dài là 30 xăng ha. Dài là 30 xăng, cưa ba tấc của Suki Gomtaro. Phần cán thì cũng còn rất là đẹp anh chị ha. Đó, phần cán rất là đẹp, tem nhãn còn. Và cây này thì cũng có xài lướt rồi, nên là anh chị mình có thể về xài giùm em. Đó, phần cán như thế này giùm em ha. Suki Gomtaro của Nhật. Rồi anh chị mình thấy giùm em này, cái này có dính dơ chút và cũng có xài lướt thôi, chứ còn răng rất là bén tay anh chị ăn, rất là rám tay này, bén cực kỳ, bén rất là bén anh chị. Này do dính nước với lại khi mà người cũ họ xài cũng không có chịu mà chà rửa những cái răng này cho nó, không có chịu mà vệ sinh bằng dầu này. Đó. Nhưng mà cái này còn rất là bén nè. Rồi cái này dài là 3 tấc ha, 30 xăng, chốt giùm em mã số là 46, giá là 270. Em lên mã số 47. Rồi em qua dao bếp ha, dao chặt ha. 47 em có một cây dao chặt. Cây này thì 47 cây này là khâu bát giác kim cương rất là xịn ha. Cán là ốp bằng vỏ bằng gỗ luôn. Rất là đẹp anh chị ăn. Cây này là form lưỡi đủ anh chị ăn. Chỉ có một vấn đề là nó bị mẻ chỗ này, thì bên em không có xử lý tiếp, tại vì mẻ như này anh chị mình xài phần dưới này vẫn bình thường không sao.
Hàng này là hàng rèn thủ công của Nhật, rãnh hô lâu. Dòng này là dòng, dòng này là dòng dao xịn nha chị ha, dao xịn giùm em đó. Anh chị nào mà mình chơi dao rừng, dao chặt và mình nhìn vô cái cán là mình biết rồi. Đây, hai lớp thép, lớp lưỡi còn đủ nha, chỉ có phần là nó mẻ chỗ này chút xíu này. Về phần lưỡi anh chị mình cứ xài bình thường nha chị ăn. Cái độ mà họ làm rèn đến rất là cao nên là anh chị mình xài cái lưỡi này vẫn bình thường không sao. Khi mà anh chị mình xài xong thì mình cứ xài tới đâu mình mài tới đó thôi. Nên là bên em không có xử lý vết mẻ này, tại vì xử lý thì nó hao cái thép thôi chứ không làm gì hết trơn á. Đủ độ bén để mình xài rồi. Chữ Nhật đầy đủ, hàng rèn thủ công giùm em. Ở trên này thì họ xài cái phần mà hơi có bị dập đầu này, này do cái thói quen của chủ cũ là họ thích đóng ha, đóng gõ cái sống dao thôi. Chứ còn cây này nếu mà còn form dáng còn nguyên zin anh chị mình xài rất là bền. Hàng xịn nha chị em. Về có 208 thôi, về anh chị mình xài ngon lành, về chặt cây chặt đồ trong vườn ngon lành. Thì cây này là vát một mặt cho anh chị mình tay trái, tay phải nha chị em. Vát một mặt cho anh chị mình tay phải, form lưỡi là đủ, chỉ có một cái vết mẻ vô tầm khoảng là 2 ly rưỡi 3 ly. Chiều dài phần lưỡi là 15.5, bản rộng nhất là tầm khoảng là 53. Rồi, độ dày cây này cũng phải tầm 6 ly anh chị em. Cân nặng cây dao chặt phát một mặt cho tay phải này tầm khoảng là 470 g. Anh chị mình chốt giùm em mã số là 47, giá là 208 ha. Ở cây này là giống như em thanh lý lỗ nè. Nên anh chị nào mà hàng xịn mình thích thì mình mua cây này 47 208, giống như một cây dao rất là bình thường luôn. Em lên mã số 48. Em qua các dòng dao bếp ha. Hôm nay em có được 3 cây dao Santoku và Nakiri thích hợp cho chị mình xài gia đình này. Mã số là 48. Cây này thì Santoku 3 lớp thép rồi ha. Đó, anh chị thấy 3 lớp, form lưỡi là zin nguyên rất là mới, cán gỗ 2 chốt. Đây. Ok ha, tem nhãn còn luôn. Cái này lưỡi dài là 16.6, bản rộng là 4.6 và độ dày là 1.5 ly ha. Cái này chốt cho em mã 48, giá là 150. Cái này thì rất là mềm cho anh chị mình về mình trải nghiệm dao nhặt. Thì cái này 150 thôi, nhưng mà anh chị mình mua là nó sẽ rất là bén hơn so với các anh chị mình mua trong siêu thị. Các dòng dao trong siêu thị ha, như bây giờ. Cái này thực ra là mài chưa tới đâu, nên là anh chị mình em sẽ mài lại trước khi dao, nhưng mà nó đủ độ bén để anh chị mình cắt thịt rồi. 48 150. 49. Cây này là một cây dao của Kai, 3 lớp thép, vân là rãnh. Vân là anh chị mình thấy cái vân sóng ha, những cái vân mà có cái đường lượn sóng á. Vân dàn mai á. Đây. Đây ha, cái vân dàn mai để anh chị mình thấy này. Rồi cây này là 3 chốt cán gỗ khâu đúc rời của hãng Kai của Nhật. Mặt sau có chữ Kai đây anh chị. Đây Kai đây ha, đó. Vân dàn mai. Đây cái đường hamon nó lượn lượn như thế này giùm em này. Đây ok ha. Rồi tới thông số là cây này lưỡi Santoku 3 lớp thép, ốp không rỉ, lõi không rỉ, thích hợp cho anh chị mình xài trong gia đình, không cần bảo quản kỹ, rửa sạch cắt lên giùm em, đừng để đọng nước là được. Lưỡi dài là 16.7, bản rộng là 4.4 và độ dày là 2 ly. Cái này chốt giùm em mã số là 49. Đây ha, gia đình này anh chị mình xài cây này là ổn luôn nè. Còn thích bén nữa thì mình sẽ mua những cây xịn hơn chút. Rồi cây này chốt giùm em mã số là 49, giá là 270, một cây dòng dao của Sai ha. À, dòng dao của Kai, mã số 49, giá là 270. Em lên mã số 50 là một lưỡi dao Nakiri 3 lớp, ốp có rỉ và lõi có rỉ, vân dàn mai. Vân lượn sóng của hãng là Kikuichi Monji, vị đập ruồi của Nhật ha. Dòng này thì giờ mà anh chị mình tìm cái dòng mà nó có cái vị đập ruồi như vậy ít thì gặp rồi. Và cây này form dáng còn rất là đẹp nè, anh chị nhìn thấy cái đường lưỡi rất là đẹp ha. Đây là cái đường lưỡi bên dưới này. Cây này thì ốp có rỉ và lõi có rỉ, do hàng vải thì nó hơi có vài cái vết chân kim ở trên. Đây anh chị mình thấy cái đường hamon lưỡi này, bản là còn rất là đẹp anh chị em. Bản bự này anh chị mình thấy lõi tới sống dao ha, nên là khi anh chị mình xài là mòn hết cây dao mình mới bỏ. Chừng nào mà anh chị mình xài mòn tép trên thứ này thì mình mới bỏ ha. Và anh chị mình thấy cái vân dàn mai, cái lõi là lên tới sống dao này, thép làm lõi lên tới sống dao, xài được rất là bền. Chừng nào xài mòn tới đây thì anh chị mình xài cũng không biết bao nhiêu năm mới hết được. Đây cái đường hamon lưỡi anh chị. Ở trên này rớp ram màu đen còn ha. Do để bãi thì nó vài cái vết chân kim như thế này. Về bảo quản chút xíu lại giùm em là được ha. Cái này thì về cắm cái cán vô xài ha. Anh chị mình thích cán xịn thì cán 150-200. Còn nếu mà anh chị mình mua cán thường cũng tầm 70-80 ngàn là về mình cắm vô mình xài được rồi. 70-80 ngàn là xịn ha. Còn nếu mà 50 ngàn anh chị mình cũng xài được luôn. Rồi chiều dài là 16.5, bản rộng tầm khoảng là 5.3 sang ha. Cây này là bản rất là bự nha chị.
bản rộng tầm khoảng 5.3 cm, độ dày thì trong lúc nào cũng tầm khoảng là 2.5 ly 3 ly, và dày ra ngoài mỏng ra ngoài mũi cái này cũng tầm khoảng là hơn 1 ly rồi. Lưỡi dài 16.5, chốt cho em mã số là 50, giá là 450. Em lên mã 51 rồi. Là em lên một cây kéo bếp thép không rỉ, inox không rỉ của hãng là Diawood của Nhật ha. Cây này thì cán màu đen, cán màu xanh, anh chị mình thấy nước sơn còn này. Thì đối với cây này á, thì cái lưỡi của nó thì nó cân cắn chút thôi, chứ còn về bề mặt lưỡi là kia là láng, không có bị rỉ rỗ gì hết anh chị ha. Chỉ có cắn cắn chút xíu chút số này, thì anh chị mình thích thì mình có thể mình mài sơ chút, không thì mình để về xài cũng được. Ra vô trơn tru rồi. Rồi chỗ này là các con ốc ha, thì anh chị mình có thể mình thích thì mình xếp vô chút, hoặc là mình như thế này là vừa xài rồi nha chị. Đó, hoạt động trơn tru rồi. Cây này thì thích hợp để anh chị mình cắt đồ ăn cho bé này, inox không rỉ nên là sạch sẽ, hoặc là cắt hành, cắt rau nha chị, cắt rau cải hoặc là cắt hành này kia thì mình xài cây này. Chiều dài là hơn 20 cm, mã 51, giá là 132. Em lên một cây cây kéo của Silky không rỉ ha, 52. Những dòng kéo anh chị mình thấy cưa là làm ra chất lượng rồi, và những cây kéo này dòng thép không rỉ của Silky rất là xịn. Cây này thì gần như chưa xài anh chị ha, cái phần tem còn nguyên zin này, cán là handle bằng plastic là bằng nhựa ha, và cái lưỡi là bằng thép không rỉ này, stainless blade ha. Đó, cán còn đẹp ha, giống như là họ giả cái màu, gọi là cái màu màu sừng anh chị, màu ngà màu sừng á. Rồi, cái này thì về anh chị mình mài thêm dùm em ha. Nếu mà mình cắt vải thì mình mài thêm dùm em, còn hiện tại thì đã cắt giấy được rồi. Rồi đây là phần lưỡi dùm em này. Đó, nói chung là cũng có kiểu mà cũng có xài lướt rồi nha chị em, nên là mình về mình nếu mà cắt vải thì mài thêm, còn nếu mà cắt giấy thì mình cắt được rồi. Đó, đây, chiều dài phần lưỡi sử dụng tầm khoảng là 10.5 cm, và dài tổng thể là 24 cm. Cái này anh chị mình chốt dùm em mã 52, giá là 250. Kéo Suki rất là xịn nha chị em, cưa cũng xịn rồi, nên là phần kéo là anh chị mình thấy này. Hoặc là anh chị mình có làm ở bên mà vàng mã đó, anh chị mình xài này, mình cắt giấy cắt đồ cũng rất là ngon ha, nhỏ nhỏ xài ngon. Em lên mã số 53. 53 là một cây kéo nhỏ của Shorligan của Đức, có hình con chim bồ câu ha, Lander Lancer vậy nè. Rồi cái này cái dáng như thế này dùm em, mã 53. Cán là mạ màu vàng nha chị em, cán là mạ màu vàng như thế này, mạ màu vàng nha. Chị em không có nói mạ vàng nha chị nha. Rồi, lưỡi còn rất là đẹp nha chị, lưỡi còn rất là đẹp ha. Cái này mình nhỏ nhỏ mình có đi DIY mình làm gì hoặc là mình sưu tầm cũng được, lưỡi còn rất là khít đẹp này. Đó, lưỡi ngon lành. Vô là anh chị mình thấy nó vô cái khớp cái tạch cái ha. Đó. Rồi, chiều dài tổng thể cái kéo nhỏ này tầm khoảng là 14 cm. Anh chị mình chốt giùm em mã số là 53 ha, giá là 100 ha. Đó, bén cực kỳ, 53 giá 100. Em lên mã 54. Em có một cây này là cây giống như là cây dao, cây kéo bấm chỉ ấy, nhưng mà cái này size lớn để anh chị mình tỉa cành ha. Mình tỉa, ví dụ anh chị mình tỉa hàng rào là mình muốn xài một tay mình bóp cho anh chị mình sẽ bóp như thế này thôi. Và cây này là hàng thủ công của Nhật nên nó không có chữ nha chị em. Và anh chị mình thấy cái rãnh này. Đó. Cây này thì bề mặt nó hơi có kiểu như là nó mặt mặt nó bị áo nước thôi, chứ không có kiểu mà nó bị rỗ thép nha chị em. Cứ xài bình thường, này muốn nổi thôi. Đó, xài xong thì cái này mình chịu khó mình đánh bóng một chút. Nó cũng không có hết đâu, nhưng mà nó không có bị rỗ thép anh chị, hàng thủ công. Về thì mình mài sơ ha, anh chị mình thấy cái độ lõm của những cây kéo này khi mình cắt là nó nghiến cho nhau này, đó. Đó. Mài chút xíu nữa về anh chị mình tỉa hàng rào bằng một tay. Cái này thích hợp cho anh chị mình tỉa hàng rào bông trang bông buộc ha. Nó nhỏ rồi. Cái này thì không thấy chữ nha chị, không biết chữ nằm đâu thì cũng không biết, nhưng mà hiện tại là không thấy. Có cái rãnh này, rồi hàng này là hàng thủ công ha, nhìn những chi tiết là anh chị mình thấy họ gò bằng tay này. Đó, họ gò bằng tay hết ha. Rồi. Chiều dài phần lưỡi sử dụng là tầm khoảng là 14 cm và chiều dài tổng thể tầm khoảng là 30 cm. Đây là một cái kéo bướm, cây kéo ba tấc ha, gọi là kéo tỉa hàng rào đi nha chị ha. Chốt cho em mã số 54, giá là 250. Thì ở số ở bên Nhật thì có một số thợ cắt tóc á, giống như là biểu diễn thì họ xài cái kéo này để họ cắt tóc này, nhưng mà biểu diễn thôi, còn nếu mà xài mà lâu dài chắc là em nghĩ là giống như là mình quảng cáo marketing thôi, chứ còn xài lâu dài thì mình nên xài kéo chuyên cắt tóc. Rồi cái này chốt cho em mã số 54, giá là 250.
55. Em lên một cái sủi to, một cái cây 55 là một cây để anh chị mình xúc đất, một cây xúc ha. Cây này là anh chị mình thép không rỉ của Nhật này, đó có một cái logo như thế này dùm em, TG gì này, GT gì đây ha, không rỉ của Nhật. Này mình mắc cái dây treo lên. Rồi cây này thì thép không rỉ, nó không rỉ nhưng mà chỗ này thì cũng hơi nhăm nhăm do để bãi lâu nữa hơi dính nước này nên nhăm. Này anh chị mình xúc đất hoặc là xúc đất hoặc là xúc mùn cưa hoặc là cái gì cũng được ha. Hoặc là mình cứ xúc gạo, xúc cám gì cũng được này. Đó, này thì nó rất là bự. Nên là nhìn cái thép nó mỏng như chưa, nhưng mà nó này nó rất là bự luôn. Gần như là 2/3 so với lại cái size thông thường ạ. Cây bình thường là 2 phần thì cái này 3 phần ha. Chiều dài là 27.5, phần lưỡi sử dụng tầm khoảng là 16 xăng này, bản rộng tầm khoảng là 11.5. Rồi sân nặng của cây gọi là cây xúc đen chị em. Không rỉ nặng là tầm khoảng 170g. Anh chị mình chốt giùm em mã số 55 giá 70.000. Em lên mã 56. 56 em có một cây ghép cành ha. Cây này thì hàng còn xài lướt còn đẹp. Anh chị mình thấy cái chốt này, nên là cái vần vỏ bằng gỗ là anh chị mình thấy xịn rồi. Rồi mặt sau là vét một mặt cho tay phải, như anh chị hàng rèn thủ công này. Đó, hai lớp thép ha. Cây này form lưỡi đủ anh chị em. Cây này là form lưỡi đủ giùm em ha. Rồi, hàng thủ công và anh chị mình thấy mà họ làm cái vỏ bằng gỗ như thế này là rất là xịn này. Chiều dài phần lưỡi sử dụng tầm khoảng là 8 xăng, là chiều dài phần thép ha. Rồi phần lưỡi vát là anh chị mình xài tầm khoảng là 5 xăng và bản rộng độ dày cái này. Cây này nó có một cái độ lõm mặt trước và mặt sau như chưa? Nó có cái độ lõm mặt trước này, mặt sau thì độ lõm rõ ràng anh chị mình thấy rồi. Rồi, dày cái này thì tầm khoảng là tắc tầm khoảng gần 3 ly. Chốt cho em cái này mã số 56, ghép cành, gọt gỗ hoặc là gọt bút chì cũng được, 200. 57. Đây là một cây kéo ghép cành mà thuộc dòng lưỡi nhỏ dài, mã 57 giá 200 luôn. Rồi, phần cán như thế này ha, tem nhãn còn anh chị. Chiều dài là khoảng 25.5 cm. Rồi cây này thì lưỡi dài anh chị ha. Đây xem lưỡi giùm em này. Lưỡi là zin nguyên anh chị ha, hai lớp thép còn zin nguyên này, đó. Vát một mặt cho tay phải của hãng Hero gì đây ha. Đó, đây là cái phần ghép thép, bên trên là thép làm ốp, ở dưới là thép làm lưỡi này, đó. Độ dày cũng tầm khoảng là 3 ly anh chị ha. Cây này thì nhọn dài. Tùy theo về cái chức năng thì ta làm cái lưỡi nó bự hoặc là cái lưỡi nó nhọn như thế này thì mình vô những cái góc kẹt được. Mình gọt gỗ, gọt cành thì cũng được ha. Chiều dài phần lưỡi này anh chị ha, rất là bén từ đầu tới đây luôn. Cái lưỡi này nó rất là bén. Mài cái này cũng cực nha anh chị ha, mài cái này cũng phải biết cách cái tại vì nó nhỏ mà lưỡi nó dài. Nó bén từ đầu tới đây luôn tầm khoảng 13.5 cm. Bản rộng là 2 cm và độ dày là 3 cm, 3 ly nha anh chị ha. Chốt giùm em mã số 57. 57 giá là 200 luôn ha. Cây này là hai cây này là form dáng đủ hết. Rồi. 58. Em lên một cây 58 là em lên một cây đục ha. Cây này thì hàng xài lướt này. Cũng gần như chưa có xài đâu, đầu còn zin nguyên này. Rồi cây này thì có logo lên nha chị ha. Đây có logo cắt chìm luôn. Có chữ cắt su ha, có chữ cắt su giùm em. Đó, có chữ cắt su giùm em. Này dính keo, dính bông gòn thôi không vấn đề gì. Lưỡi là anh chị mình thấy vát đẹp này. Đó đừng tách lưỡi ha, về anh chị mình mài sơ rất là đẹp. Và cái khâu là khâu hình chữ nhật ha, hàng rất là xịn. Cây này thì hàng cũng có xài lướt chút nha anh chị ha. Nên là có 100.000 thôi, về anh chị mình xài cái đục này rất là xịn, hàng thủ công của Nhật, hai lớp thép, chiều dài là 22.2 cm. Phần lưỡi sử dụng cây này là đục tầm khoảng là 9 ly giùm em ha. Có logo chữ Katsu, mã số 58, anh chị mình tìm Katsu giùm em. 58 100. 59 là một cây đục dũng cong ha. 59 cây này cũng hình như là dòng form lớn này. Cây này cũng có xài nha anh chị nha. Mà lưỡi cũng còn ngon lành. Chiều dài là 22.5 cm. Đây là cái phần đục dũng cong. Bén rồi về anh chị mình mài qua đá mịn để mình tách vân này kia nữa là được. Hoặc là mình mài phẳng cái phần này cho nó đẹp chút xíu nữa. Phần này là đục 2 phân tầm khoảng 2/4 nha chị ha. Đục dũng cong 2/4 giùm em. Mã số 59 300. Em lên mã số 60, em có một cây cưa ARS của hãng Nhật, lưỡi sử dụng là 18 xăng ha. Cây này thì phần cán đỏ đen còn rất là đẹp, ARS của Nhật này. Về phần lưỡi thì cây này là 18 cm ha. Lưỡi thì nó có hơi có bị ố chút thôi, do dính nước thôi chứ còn rất là bén nha chị, rất là rám tay giùm em. Đây, em sẽ view kỹ cho anh chị mình xem này.
Cây này chốt giùm em mã số là 60, giá là 200 ha. Cây này là cây cưa ARS 18cm của Nhật. Em lên mã số là 61. Em có một cây cưa hàng mới chưa xài. Cây này là hàng Nhật luôn, mã số 61. Cây này thì thiếu cái hộp với cái vỏ bên ngoài thôi. Đó, màu hồng, màu đen còn rất là mới ha. Cái này anh chị nào à? Mình cưa càng nhỏ nhỏ mình xài cái này ngon này. Có một cái nút khóa thôi nha anh chị ăn. Không có bấm là anh chị mình không có mở cái nỗi gì đâu được. Đây. Rồi đây tên hãng giùm em ha. Mình có thể mình xem thêm giùm em. Lưỡi này hàng chưa xài anh chị ăn, để nó hơi có bị ố lưỡi thôi, chứ còn cây này là duyên nguyên chưa xài này. Lưỡi là 14 xăng ha. Anh chị mình thấy cái độ rám nó rất là rám này. Đó. Hơi ố nước thôi chứ còn không có bị gì nha anh chị. Xài xong thì mình bỏ vô như thế này giùm em. Rồi, cái này chốt giùm em mã số là 61, giá là 220. 62. Em lên một cây 62 là một cây kéo cắt cành Onotetsu 21cm của Nhật ha. Cây này là hàng mới chưa xài, anh chị mình đi tặng cũng được, ngon lành. Hàng mới chưa sử dụng của hãng Onotetsu. Nguyên vị như thế này. Họ làm cái vị nhựa như thế này thì mình có một cái lỗ mình treo lên giá siêu thị này. Trưng bày hàng siêu thị ha. Còn nếu mà hộp giấy thì mình để trên kệ siêu thị. Đó. Cây này thì các tiêu chuẩn của Nhật đây anh chị. Và thường thường là mình sẽ gặp size 20cm được cộng thêm 1cm thành 21cm, dáng là dáng gù. Khi mình xài á, thì size 21cm thì mình cắt những cái cành to hơn. Còn đối với size 20cm thì mình cắt những cái cành nhỏ hơn ha. Đó. Đây. Ví dụ như anh chị mình ở Sài Gòn, ở sân thượng này kia, mình trồng cây sân thượng thì cây nhỏ nhỏ này mình xài cây 20 là vừa đủ ha. Còn nếu mà ở nhà vườn nhiều, vườn to, cây lớn á, thì mình xài những cây 21 này cắt cho nó có lực hơn. Make in Japan. 20 thì nhỏ gọn. Ok ha, trên này có chữ đàng hoàng nha chị ăn. Đây là phần lưỡi vát rất là đẹp này. Và dáng là dáng gù ha, dáng là nó vát chéo qua như thế này. Chiều dài nếu mà mình đo được tổng thể là 21cm, 21.5cm anh chị. Lưỡi khít đẹp này. Mới chưa xài ha. Cái này mình đi tặng cũng được nha chị ăn. Hợp lý, nhìn chất lượng, giá trị và hợp lý. Cái này anh chị mình chốt em mã 62, giá là 500. Được sản xuất tại Nhật. Đây. Rõ ràng ha. Em lên mã 63, em có một cây kéo tỉa của hãng là Okatsune. Cây này thì lưỡi đẹp anh chị. Cây này thì da dẻ còn láng mịn, còn khá mới này, 63 200. Rồi anh chị mình thấy cán trắng đỏ đặc trưng của Okatsune. Rồi anh chị mình thấy lưỡi đẹp ha. Đây anh chị mình thấy lưỡi này, đó. Cây này thì lưỡi cũng có xả lướt chút xíu thôi, chứ còn về form dáng này kia thì còn cũng còn rất là đẹp. Đây, nó có mẻ dăm cấn chút xíu nha chị ha. Đây, đây. Đó, có một cái dấu nhỏ chỗ này thôi, còn lại là đẹp anh chị. Ok ha. Mặt mày là sáng sủa, không có gọi là không có bị dính nước ố ố rỉ rỉ đâu. Giờ em sẽ test cắt cho anh chị mình xem. À, chiều dài cái kéo này tầm khoảng 19cm ha. Thông dụng là 19cm, 19.5cm. Rồi. Đây là bấm mũi ha, tỉa dăm, tỉa trồ, tỉa lá, mình bấm mũi nè. Đó. Còn mình cắt cành mà nhỏ nhỏ thì mình sẽ cắt mé bên dưới này giùm em, bén cực kỳ này. Rồi cái này chốt giùm em mã số 63, giá là 200, một cây kéo tỉa của Okatsune. Em đã lên 63 mã clip số 10, mã số 18, clip 17 ha. Anh chị mình thích mã nào mình cứ nhắn tin điện thoại và số điện thoại trên tiêu đề. Còn anh chị mình có thắc mắc gì về dao kéo đồ nghề Nhật Bản thì anh chị mình comment dưới phần bình luận giùm em ha. Anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip mới bên em. Em xin chân thành cảm ơn.